Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tổng hợp video về công tác thí nghiệm kiểm tra khuyết tật cọc bằng phương pháp động biến dạng nhỏ. Rồi, đầu tiên là cơ sở quy định. Theo tiêu chuẩn 9395/2012 có quy định phương pháp kiểm tra khuyết tật cọc bao gồm siêu âm quá ống đặt sẵn hoặc phương pháp động biến dạng nhỏ. Số lượng cọc thí nghiệm và phương pháp thí nghiệm tùy thuộc vào tư vấn thiết kế của từng dự án. Và các bạn có thể tham khảo tỷ lệ thí nghiệm động biến dạng nhỏ, ở đây mình gọi tắt là BAT, bit là 50% số lượng cọc. Các bạn có thể tham khảo thêm một số tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn 9396/2012 là xác định tính đồng nhất của bê tông bằng phương pháp siêu âm. Và tiêu chuẩn 9397/2012 kiểm tra khuyết tật cọc bằng phương pháp động biến dạng nhỏ, PAT. Rồi, đầu tiên là công tác chuẩn bị. Các chuẩn bị thì trong đó có công tác chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra máy móc thiết bị và nhân viên thí nghiệm. Hồ sơ máy móc thiết bị là phải đầy đủ giấy tờ kiểm định. Còn nhân viên thí nghiệm thì phải có đầy đủ hồ sơ và năng lực theo quy định. Máy móc thiết bị thì bao gồm đầu tiên là thiết bị tạo va chạm là một búa như các bạn nhìn trên hình. Mục đích là tạo xung lực va chạm ở đầu cọc mà không làm hư hại đầu cọc. Tiếp theo là thiết bị thu số liệu, bao gồm một đầu đo gia tốc và dây dẫn tín hiệu. Tiếp theo nữa là thiết bị ghi số liệu, xử lý số liệu và hiển thị số liệu như các bạn xem trên hình. Đấy là máy móc còn kiểm định và thiết bị, các cái biểu đồ nó sẽ hiện trên màn hình như vậy đó. Rồi, thời gian được phép thí nghiệm theo tiêu chuẩn quy định là sau 7 ngày kể từ ngày đổ bê tông, và cường độ bê tông tối thiểu là 75% cường độ thiết kế. Rồi, đến công tác thí nghiệm thì mặt bằng là phải thuận tiện cho thi công, dễ di chuyển, đầu cọc là không bị ngập nước, và đặc biệt là phần bê tông thối trên đầu cọc là phải được đập bỏ đi. Các bạn đang xem hình ảnh bạn nhân viên thí nghiệm đang mài phẳng những vị trí đầu cọc. Các điểm thí nghiệm trên bề mặt bê tông đầu cọc là phải được mài phẳng bằng dụng cụ cầm tay. Các điểm này là để đặt thiết bị thu số liệu, được mài phẳng với đường kính là 10-15cm. Rồi, tiếp theo là các đầu thu số liệu là được đặt tại các vị trí đã được mài phẳng trên đầu cọc, với phương sao cho đầu thu số liệu là song song với trục của cọc. Rồi, tiếp theo là tiến hành thí nghiệm. Thì mỗi điểm là nhân viên thí nghiệm thực hiện phép đo ít nhất 3 nhát búa, và máy nó phải thông báo là ok, các đường truyền dẫn là ok, thì kết thúc điểm đo đó, chuyển qua điểm đo khác. Cọc có đường kính trên 600mm, thông thường có 3 điểm thí nghiệm trên đầu cọc. Sau khi kết thúc 3 điểm thí nghiệm trên đầu cọc thì chuyển sang cọc khác. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo phụ lục C của tiêu chuẩn 9397/2012 có một số dạng biểu đồ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Trong thời gian tới thì mình sẽ tổng hợp nhiều video kỹ thuật khác để truyền tải đến các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.